Thật khó có thể quên được những hình ảnh xúc động và ngập tràn hạnh phúc cách đây một năm của 18 cặp đôi là công nhân, người lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ cưới tập thể công nhân lao động năm 2019. Tại lễ cưới, các cô dâu chú rể được thực hiện đầy đủ các nghi lễ cưới trang trọng trước sự chứng kiến và cổ vũ của đông đảo khách mời như trao nhẫn, cắt bánh cưới, uống rượu ra bôi. Đây là niềm hạnh phúc vô bờ, giấc mơ có thật đối với những cặp công nhân nghèo như họ. Thật vui biết bao khi chúng tôi được biết, hơn một năm sau đám cưới tập thể lần một, các cặp đôi đều chung sống hạnh phúc. Anh Dương Văn Quý, quê ở huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, kết hôn cùng chị Nông Thị Uyên, quê ở huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn. Hai người bén duyên nhau khi cùng làm ở siêu thị điện máy HC Thái Nguyên. Thời điểm chuẩn bị tổ chức đám cưới, gia đình hai bên kinh tế đều khó khăn nên anh chị đã đăng ký và được tham gia lễ cưới tập thể. Hiện nay, trong ngôi nhà trọ của đôi bạn trẻ, niềm hạnh phúc đã nhân đôi khi có thêm tiếng trẻ bi bô. Minh chứng cho tình cảm hạnh phúc vợ chồng bền chặt của đôi bạn trẻ. Có con thì niềm vui lớn cho hai vợ chồng. Không vất vả gì thì cũng không vất vả nữa. Nhìn thấy con cười, con khỏe mạnh là cũng thấy vui rồi. Nhằm viết thêm những câu chuyện hạnh phúc như đôi vợ chồng anh Quý, chị Uyên, năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đứng ra tổ chức lễ cưới tập thể lần 2 với 19 cặp đôi, giúp họ thực hiện được ước mơ của cuộc đời. Chị Nguyễn Thị Hà, quê ở Sơn La, là trẻ mồ côi cả cha và mẹ. Mẹ mất lúc chưa đầy 1 tuổi. Khi 11 tuổi, cha cũng bỏ em mà đi. Lớn lên bằng tình yêu thương đùm bọc của bác và họ hàng. Đến khi trưởng thành đi học chuyên nghiệp thì gặp anh Hoàng Quốc Vinh là người chồng hiện nay của chị. Sau một thời gian dài tìm hiểu, anh chị quyết định đi đến hôn nhân. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của anh chị đã không được gia đình bên nội chấp nhận. Vượt lên tất cả, hai vợ chồng tự đi đăng ký kết hôn và về chung sống với nhau với hai đôi bàn tay trắng. Hành trang xây dựng hạnh phúc, giá trị duy nhất, đó là tình yêu. Bận bịu với công việc, thời gian thấm thoát trôi, hơn 7 năm chung sống, có với nhau hai thiên thần kháu khỉnh. Nhưng ước mơ được một lần khoác lên mình chiếc áo cô dâu vẫn luôn đau đáu với chị Hà. Thanh xuân sắp hết rồi mà chị vẫn chưa được mặc váy cưới. Mong một lần được trải nghiệm cái cảm giác khi mà tổ chức nó hôn lễ là nó như thế nào. Và phần nào đấy là có một cái kỷ niệm. Không là cái tuổi trẻ của mình nó cũng qua đi, nó cũng nhanh lắm. Cảm giác mà được trao để mà trao nhẫn cưới thì tôi cũng chưa được trải qua. Nên là thực là ví dụ này thì tới đây thì mình có dịp như vậy thì thật sự là cũng mong muốn còn bao hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Ở nhà về cả. Anh Bùi Văn Hiếu từng là một chàng trai lành lặn, khỏe mạnh và nhiều ước mơ. Nhưng tai nạn giao thông bất ngờ năm 2014 đã cướp đi đôi chân và bao mơ ước của anh. Xúc động với chàng trai hiền lành ngồi xe lăn trong một chương trình truyền thông về an toàn giao thông, chị Trần Thị Hằng đã chủ động kết bạn Facebook và làm quen với anh Hiếu qua tin nhắn. Như có một sợi dây tình cảm đã trói buộc họ với nhau từ trước, chị Hằng đã can đảm vượt lên tất cả, quyết tâm vững tin bước đến bên anh Hiếu xây dựng gia đình hạnh phúc. Lúc đó hoàn cảnh của chị Hằng cũng nhiều vất vả, bởi chị đang là mẹ đơn thân, con còn nhỏ. Bao ánh mắt ái ngại, thương hại của người thân, gia đình, bạn bè, nhưng đôi bạn trẻ vẫn tự tin đến với nhau, đăng ký kết hôn và tất nhiên là chưa được tổ chức lễ cưới. Kết quả là một gia đình hạnh phúc, một bé gái ra đời sau đó càng thêm gắn kết tình yêu của đôi bạn trẻ. Cuộc sống vất vả, gánh nặng kinh tế đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của Hằng. Hàng ngày vượt qua chặng đường hơn 70 km từ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn để đến công ty Samsung Thái Nguyên làm việc. Đi sớm về hôm, nhưng ngày nào Hằng cũng tự nhủ phải cố gắng hơn nữa
vì mình, vì chồng, vì các con và vì một tương lai tươi sáng đang chờ ở phía trước. Cũng như nhiều người con gái khác, Hằng mơ ước được mặc váy cưới và cùng trao nhẫn bên Hiếu bước vào lễ đường, nâng chén rượu giao môi chứa chan tình yêu. Và ước mơ của Hằng đã sắp thành hiện thực, chính thức trở thành cô dâu mặc váy cưới cùng Hiếu bước vào hôn trường. Em có chạnh lòng chứ, có tủi thân. Nhưng sau những phút giây chạnh lòng đấy thì em lại cảm thấy là mình cần phải cố gắng hơn nữa để cho lo cho gia đình ạ. Khi chồng em bị như này là điều không mong muốn ạ. Mình phải sống thế nào để cho chồng mình cảm thấy mình là một chỗ dựa vững chắc ạ, để cho yên tâm hai vợ chồng cùng nhau đi nốt quãng đời còn lại. Bây giờ em đã có được một người vợ tuyệt vời rồi. Thì bây giờ bản thân em không phải sống vì một mình em nữa. Em phải sống vì vợ, vì con, vì gia đình. Nên là em sẽ cố gắng không bao giờ để gia đình phải buồn, phải lo lắng vì em. Để đám cưới tập thể lần 2 diễn ra đầm ấm, vui tươi, giúp các cặp đôi có niềm hạnh phúc trọn vẹn, Liên đoàn Lao động đã kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ chương trình mang nhiều ý nghĩa này. Tại lễ cưới tập thể, các cặp đôi sẽ được tổ chức các dịch vụ như ảnh cưới, trang phục, toàn bộ chi phí trong tiệc cưới nếp sống mới. Đây là những hoạt động nhân văn của tỉnh mà Việt Phượng đã lựa chọn đồng hành cùng chương trình. Và Việt Phượng dùng chính những cái sản phẩm là những chiếc váy và những bộ ảnh cưới để giúp những cái đôi hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ trong ngày hạnh phúc của đời mình. Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tặng cho mỗi một cặp đôi là một chỉ vàng 4.9. Và Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh Thái Nguyên còn kêu gọi các cái tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ chung tay và có những món quà để trao tặng cho các cặp đôi để các bạn có được những cái cơ sở ban đầu khi xây dựng tổ ấm của mình. Kết nối những bến bờ hạnh phúc cho những lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Và niềm vui của ban tổ chức chương trình đó là lễ cưới tập thể, nhưng vẫn duy trì được nét văn hóa Việt thông qua hình thức cưới tiết kiệm, văn minh, nghĩa tình. Niềm vui đó sẽ càng lớn hơn khi ngày càng có nhiều thanh niên công nhân khó khăn được giúp đỡ để vun vén cho mái ấm gia đình, rộn rã tiếng cười.